Thưa quý vị, năm học 2022-2023 là năm thứ ba triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên đã tạo ra áp lực không nhỏ với các trường học. Linh hoạt bồi dưỡng, hợp đồng giáo viên là giải pháp mà các trường học trên địa bàn thành phố đang thực hiện để đảm bảo chất lượng dạy học. Từ năm học này, tiếng Anh và tin học trở thành môn học bắt buộc ở khối lớp 3. Thiếu giáo viên ở hai bộ môn này đã trở thành câu chuyện không của riêng địa phương nào trên cả nước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, ở cấp tiểu học, toàn thành phố có 352 giáo viên tiếng Anh, 131 giáo viên tin học, đủ giáo viên để dạy tiếng Anh và tin học lớp 3 trong năm học 2022-2023 và các khối lớp. Tuy nhiên, để đảm bảo đủ giáo viên theo lộ trình cho các năm học tiếp theo thì vẫn cần kế hoạch dài hơi. Thì bây giờ tin học và tiếng Anh năm lớp 3 là môn bắt buộc. Thì tin học là chỉ còn là một tiết trên tuần và công nghệ là một tiết trên tuần, chứ không còn là hai tiết tin học như trước đây nữa. Nhà trường thì chỉ có một giáo viên dạy tin học thôi, nhưng mà chỉ dạy một tiết thì cũng đảm bảo, còn một tiết công nghệ thì là giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ đảm nhận cái bộ môn này. Ở bậc trung học cơ sở, việc giáo viên vốn dạy đơn môn chuyển sang dạy liên môn đã đặt ra không ít khó khăn thách thức. Không chỉ phải đảm bảo kiến thức dạy tích hợp liên môn, đòi hỏi giáo viên sẽ phải có kỹ năng tổ chức các hoạt động trong lớp học để đảm bảo tính linh hoạt thực tiễn, có tính vận dụng cao, đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Công tác bồi dưỡng tập huấn chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, các trường trung học cơ sở đã tăng cường công tác tự bồi dưỡng, thường xuyên có những trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên trong tổ. Nhà trường cũng tăng cường cái công tác là tự đào tạo, tự bồi dưỡng. Các thầy cô giáo trong tổ dạy bộ môn này, nhưng phải dạy bộ môn khác trong cái bộ môn khoa học tự nhiên chẳng hạn, thì các thầy cô trong các giai đoạn sinh hoạt chuyên môn, trong giai đoạn hè thì các thầy cô tự đào tạo bồi dưỡng cùng với nhau. Thì nhà trường cũng mong là các lãnh đạo cố gắng hỗ trợ về phía đào tạo của giáo viên, đặc biệt là mở các lớp đào tạo đặc về chuyên môn cho chuẩn để các thầy cô đảm nhận được cái chương trình phổ thông 2018 trong thời gian sắp đến. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều khó khăn về đội ngũ được đặt ra, nhất là việc biên chế giảm nhưng chất lượng giáo viên thì yêu cầu phải nâng lên. Tại buổi làm việc mới đây giữa đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng với Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, Sở Nội vụ cần ra soát để chủ động điều tiết đội ngũ giáo viên giữa các trường, giữa các địa phương với nhau. Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát về cái thực trạng nhu cầu biên chế phục vụ cho công tác giảng dạy cái chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay, chương trình năm 2018 ấy, và rà soát điều chỉnh biên chế thừa thiếu cục bộ giữa các cái đơn vị địa phương và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Thì cái việc này thì chúng ta cần phải có một cái cơ chế để cho nó linh hoạt hơn. Nếu mà theo cái phản ánh của các trường thì cũng có thể ở thời điểm này thì trường này thì có thể thiếu cục bộ và lại thừa cục bộ. Thì cái câu chuyện về linh hoạt điều chỉnh giữa các trường rồi giữa các địa phương với nhau, tôi cho rằng cần phải bàn đến. Việc thiếu giáo viên dạy các môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả triển khai chương trình. Do vậy, bên cạnh những giải pháp linh hoạt từ các trường học, cần có chiến lược dài hơi trong đào tạo đội ngũ giáo viên. Bởi đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ người thầy, nếu không có đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ khó có thể đạt được mục tiêu như kỳ vọng.